like to eat. Eat, 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 eat. Đồng hành cùng Exidio trong chuyến đi Đà Lạt lần này là con Samsung Galaxy S23 Ultra. Anh em có thể đặt hàng ngay tại Zephones, giá tốt nhất thị trường luôn. Lại còn thu cũ đổi mới giá cao. Link sang deal dưới comment nha. Hello. Nó. Trời, mấy anh này là đi diễn show Đà Lạt. Trời ơi, không quay chị ơi. Không quay. Bí mật. À rồi, chị che mặt em nha. Che mặt em giùm cho. Thôi em tự che. Em nay lên em hát bài gì trên Đà Lạt vậy? Em hát có lang thang hả? Không, anh này hát ở ngay đi bụi. Mọi người đoán xem hôm nay đoàn vlog ai sẽ là người tới cuối cùng. Nhi là cái tiềm năng mà Nhi đã tới rồi thì có thể lên được. Trời ơi, mấy sự kiện quan trọng trong học mà nói em. Trời ơi, tự nhiên hồi xưa đây ở tiệm dụng tóc á, ơi không tìm ra cái bóp, mà trong cái bóp là có hai cái vé, còn biết sao không bỏ trong cái túi tốt cái sự kiện qua. Hay ơi là hay. Wow. 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 Ê mọi người, mình đi cái xe này không vừa. Rồi hello mọi người nha, bây giờ đã là gần 1 giờ rồi và tụi mình đã lên xe. Đây, Canh Hy nè, anh Nam camera nè, bên đây có anh Minh camera nè. Có Nhi Tắng tại phương hà. Ê, ai đi Đà Lạt sách mẹ theo vậy? Cô là phụ huynh của... Nói, mẹ cho sức. Nè, tè. Mẹ tôi với bà. Mẹ tôi dễ thương không? Mới làm cái đầu xù. Rồi, một số hỏi xoay đáp xoáy, bạn có ngủ được trên xe đi Đà Lạt không? Rất ngon ạ. Ngủ chết vậy trời, rất ngon. À, vậy này có chuyên nghiệp mà. Nhìn tôi là biết ngủ được rồi đó. À, tới nha mọi người. Trời hôm nay sao thế? Trời buồn nên cứ rơi mưa. Lúc đi á hả thì hả đồ hiệu này đồ hiệu kia, trời ơi cái chợ là trời, câu tiktok cơ đè trời ơi. À không, tôi cũng y chang mọi người ơi. Rồi mọi người, và ngày đầu tiên của tụi mình thì đã nói chung là cũng diễn ra được 70-80% rồi đây. Các tiktoker cũng có một vài ngày làm việc rất là năng suất đúng không ạ? Thì tụi mình đang ở một cái quán bánh tráng nướng mà mình gọi vui là bánh tráng nướng được sao Michelin ở Đà Lạt. Sao Michelin này là sao Michelin mình trao nha mọi người. Bánh tráng nướng này rất là ngon, bánh tráng nướng này là hàng giới thiệu nha. Thập cẩm pate, thập cẩm xúc xích, trời nó ngon lắm luôn á. Đây à, chiếc bánh tráng nướng được sao Michelin do Nam Khánh trao tặng. Trời ơi, ngon không Nhi? Em nói cho các bạn nghe coi. Ngon quá xỉu. Trời ơi, ngon lắm luôn á. Trời ơi. Gọi là gà bò phô mai nha. Thật sự đây mới là pizza của Đà Lạt nè mọi người. Sắp xỉu rồi má ơi, ngon quá. Tôi đi chợ. Nghĩ là mình đã được ăn rất là nhiều chỗ bánh tráng nướng ngon rồi. Nhưng mà sau khi mình ăn cái chỗ này, mình nhận ra là tất cả những cái chỗ kia nó chỉ là một cái biến thể thôi. Thôi bây giờ gửi cho mọi người là cái chỗ này trên đường Bùi Thị Xuân nha. Sự cái hương vị ở đây, đây mình sẽ ăn cho mọi người xem. Mọi người không ăn được thì mình sẽ ăn cho mọi người xem nha. Trời ơi, tất cả từng thành phần một nó hòa quyện nhé mọi người. Xuất sắc luôn. Đây là bánh tráng ngoại yêu thích của Thanh Hàng, giải thích đi. Bánh tráng này là bánh tráng mỡ hành thôi. Bánh tráng hành giòn, hành bắp. Nói chung là hồi xưa nghèo, không có tiền ăn bánh tráng với trứng. Tôi chỉ ăn cái món này thôi. Ok. Chào mừng những du khách đầu tiên. Lần đầu tới bán bánh tráng được sao Michelin đầu tiên của Việt Nam. Sao Michelin là khách từng đặt. Sao để em chào, sao để em bán. Ủa lên đấy, bạn mặc gì vậy bạn? Dễ cho nó đi ra thì bạn em đâu. Em sẽ quay thời trang dài dép ở bên đây nha. Trời ơi. Ê bạn lố quá, bạn lên thật sự luôn á. Cảm ơn nha. Ô la la đường công em đi mà. Ê mấy bà biết cái bí ẩn này không? Cái vỉa hè của Đà Lạt nó cũng dốc nữa. Sao có thăng bằng. Bà là người ở đây mà còn đi không được, bà bắt tụi tôi đi. Không được, tôi trượt thì bắt xe đây mà. Lần đầu tiên trải nghiệm đi xe điện ở Đà Lạt đúng không? Tưởng nào ở Thái Lan không à. Đoàn của mình lại tắt nhau tiếp tục. Tại vì bây giờ là hôm nay chị đi quay một quán, còn anh Hành đi quay một quán. Nè, bài hát là bình thường á, là chỉ có 3 bạn nhân với một quay phim thôi. Mà nhìn đoàn hôm nay đi ạ. Thôi bây giờ chiếu đèn rồi mọi người ơi. Đây, bây giờ là team anh Hành sẽ quay video. Ê, tôi mới nhập tóc hết luôn á. Ê, mình nhìn mình slay thì có chị. Chị có Linh là nó xấu. Trời, lúc mà bước vô quán này Linh nó kêu nó là gái hàng. Rồi mình nói không, Linh là gái hàng the. Nữa rồi á. Cuối ngày và chúng ta đang có mặt ở không biết nữa cô Lan. Đây là cô Lan ba ép cho việc khởi nghĩa vì bị ra lấy lại mặt bằng cho nên là mất hết khách. Nay mà muốn qua ủng hộ nha, cảm thấy chỗ này lắm chứ. Rồi confirm nha mọi người. Nhi Tăng đi Đà Lạt không có tắm bình thường mà. Hôm nay tôi định đi tắm nhưng mà công Nhi Tăng nó cản. Tắm làm gì, làm mà tắm làm gì nè mày. Tắm mình mới mở điện thoại lên mày livestream cho mọi người coi, cho mọi người confirm sữa chua ngon nha mọi người ơi. Ôi ngon quá, sữa chua đây ngon. Review đi. Sữa chua đây nó không quá chua, nó sẽ hơi béo béo. Để mất tiền hơn. Sợ quá. Mất tiền. Em mình. Day 2. Đúng rồi. Đây là sát bên nhà hàng. Nhà đẹp cái gì? Thôi để tôi về tắm. Tôi có. Tự nhiên đi Đà Lạt cái chắc đang muốn bầu quế là sao không hiểu lắm. Mình cảm giác bữa sáng.
hình ảnh á, một người muốn một tô nó thổi vậy đó, mày đã đúng không? Ông nói nghe, bức bê ở khách sạn chiều 2 dở quá, nói thẳng là vậy. Và như một truyền thống thì tụi mình sẽ ghé nhà Thanh Hằng chơi. Thật ra nói vậy thôi chứ mình không có nhu cầu vô. Làm sao vậy? Sao mới đầu không nói vậy đó? Mà nói thì tại sao mà dắt mọi người qua, có lý do gì không? Tại vì tôi không có hộ trang. Thấy chưa? Đâu có tốt đẹp vậy. Để mình giới thiệu cho mọi người cơn ơi nhà Thanh Hằng lại nha. Cái này là quay trong clip của anh Hằng rồi. Cơn ơi nhà tôi là lên tập dưới nhà đi. Nè Linh nè, trước tiên á là chưa, bây giờ quay cái nhà bình thường, cái này một căn nhà rất là bình thường thôi. Nhưng mà quan trọng là bên đây à. Đây là căn nhà được lên tạp chí nhà đẹp nha mọi người. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ đi vào khu vườn cổ tích của nhà hàng nha mọi người. Đi vô đi mọi người. Đi đâu vậy? Qua phòng của hàng. Mày vô lộn phòng bánh tèo đi. Trời khóa rồi, chứ ngu gì để cho bà vô. Đợi hàng, ơ nhìn mày giống ăn trộm lắm á nè. Nè mọi người coi nha. Diện mạo của nó giờ bà đứng quay phim mà coi nè, mang dép rồi xong rồi là đội nón hay hũ che nè. Con chậm chó không? Giống như chậm. Sẵn sàng để chạy bất cứ nào. Ê bạn Nhi đây là gặp bạn quá trời luôn mọi người ơi. Nhớ sushi. Đi chơi một sushi. Trời ơi nè mọi người, mình cho mọi người coi. Lần đầu tiên mình thấy gió dễ thương dữ lắm mọi người. Nè bé 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 ngẩng mặt lên cho khán giả coi con. Trời ơi. Trời ơi con cái mũi nó nó chắc thịt đó mọi người. Trời ơi con nó ngã vô tay mình nè mọi người. Rồi Hằng giới thiệu đi, mình đang uống trà sữa ở đâu? Hôm nay chúng ta sẽ uống trà sữa ở đối diện trường cấp 3 của tôi. Đối diện nào? Uống hơi xéo xéo trường tôi. Trường mầm non Thăng Long mà. Trường tôi là trường chuyên Thăng Long kế cạnh nhau. Ok chưa? Chỗ này là tôi uống ngày xưa. Tôi sẽ kể cái kỷ niệm ngày xưa tôi uống như thế nào cho các bạn chút nữa lúc bạn cầm trà sữa. Tôi chưa tiết lộ. Ok. Ôi Hằng ơi, sao chị đổ trà sữa từ Sài Gòn đến Đà Lạt vậy? Sao vậy? Ok và chào mừng mọi người đến với nhà mình. Thực ra đây là cơ ngơ của mình ở Đà Lạt đó mọi người. Tại vì số lượng phòng có hạn cho nên là mình chỉ cho 4 người ở thôi. Chứ là Oda không? Nó cho được kim đồng thì không được. Đẹp, đẹp, đẹp. Nè, đó mấy bạn thấy không? View là mấy cái gọi là mấy cái nhà kính để trồng rau trồng hoa. Còn ở này không gian rất là sáng, tại vì trên đây người ta dùng led sáng tự nhiên mặt trời luôn. Còn mình nhìn xuống đây này, đây là không gian sinh hoạt chung bé của mình. Bé. Hi. Ê, xinh nha, xinh nha bà. Diệu Kha, Diệu Kha. Đây, cô gái rất là đảm đang, rất là dịu hiền. Ủa, nó làm gì em? Ủa, đang rửa chén hả? Ê, từ hôm qua tới giờ cái con nó ăn không rửa, nó đợi ngày hôm nay quay đặng nó rửa. Chứ mà phải đợi tới lúc bấm máy quay mới rửa để cho người ta thấy mình nữ công gia chánh không? Mình thay một cái phòng cho 4 người ở trong hai cái phòng. Xin nhờ. Ừ, nhưng mà nó hơi tối á. Ừ. Hơi tối, đây là cái toilet của mình thích nhất luôn. Trời ơi mấy bạn ơi, lộ thiên. Bao kỳ, bao túi luôn. Trời ơi. Đó, bây giờ mình sẽ đánh răng rửa mặt ở đây nha. Mà đánh răng rửa mặt đó mệt quá, cái mình ngồi xuống đi. Mình quá đi tắm thôi. Thôi vào đây. Xong rồi đi tắm xong rồi mắc toilet quá. Mắc toilet quá, đi qua đây. Đó. Mình đói quá, mình chạy đi vô thể, mình đi nốt cái chuối. Trời ơi. Ghê vậy. Đó. Yeah. Các bé ơi. Hello. Và đây là 4 cô gái ở trong cái homestay này nè. Không biết đầu cầu bên kia mọi người sao he. Tại vì hôm qua lúc mà mới tới thì tụi mình hơi mệt nên tụi mình chưa quay room tour được cho mọi người. Nên là ngày thứ hai tụi mình sẽ quay room tour cho mọi người nha. Tụi mình đang có mặt ở khách sạn The Rested nha mọi người. Mình không biết cách đọc đúng tên nha, mà có phải là tên hơi kiểu giống tiếng Pháp. Và đây là phòng của mình với lại Hy nha. Trời ơi thiệt sự luôn, mình cực kỳ thích cái phong cách ở đây luôn. Nè mọi người nhìn cái tường nè, mỗi cái tường thôi mình thích những cái chi tiết lặt vặt nha mọi người. Những cái giường á nha, rất là xịn luôn. Thoải mái nha. Bà Hy, bà Nhi đang ngủ một đêm rồi, bà Nhi thấy giường nệm sao? Rất là êm ái nha mọi người. Và đây là chiếc toilet, là một trong những cái điểm mình thích nhất ở cái phòng này. Nè mọi người nhìn nè, toilet có hai cái sink luôn, hai cái bồn luôn. Trời ơi, cái này là một cái điều mơ ước của mình đó mọi người. Mình sau này mình xây nhà là chắc chắn mình xây một cái toilet mà cũng có hai cái bồn giống vậy. Rất là đẹp nha, rất là sang nha. Gương là chuẩn 5 sao nha. Đây, đâu đâu là đèn à, đó tắt bật đèn rất là dễ chịu nha mọi người. Cái phòng tắm ở đây á nó rất là bự luôn. Trời ơi, wow. Bà Hy thấy cái khách sạn mình đang ở như thế nào? Ok là bye bye, hơi bị tuyệt vời luôn nha mọi người. Bye bye thế nào? Mình với lại Hy với lại Nhi với lại Hằng á thì ở một cái chiếc khách sạn ở nha mặt phố, rất là đẹp, rất là sang trọng mọi người. Hai đứa này ở dơ. Rồi sẵn mình sẽ vạch trần về cái sự ở dơ của Nhi với Hằng nha mọi người. Trời thiệt sự luôn. Mấy bạn coi bàn của mấy bạn bên đây nè. Trời ơi thiệt sự luôn á. Có một điểm chờ ở đây. Buffet đây hơi dở. Mình thấy căn phòng này khá ổn, đặc biệt là mình thấy là giường nệm đồ ngủ rất là ngon. Nên là đây sẽ là một cái recommend rồi. Đây là Canh Hy đang ngồi. Canh Hy đang ngồi chill nè, Canh Hy thích ngồi góc này đó mọi người. Đó. Chúng ta đang có mặt tại Cơm New Fresh. Ủa, nó gì vậy? Anh thấy nè. Cơm New Fresh nè cả nhà. Rồi Hằng tự giới thiệu đi. Nói chung là cũng không có gì. Dù mọi người lên đây rồi á, tính phí gấp đôi. Phí gấp đôi. Thử anh thừa. Rồi. Mẹ Hằng. Dạ đây. Cơm New Fresh nha mọi người ơi. Một địa điểm phải đến khi chúng ta đến với Đà Lạt à. Một bữa trưa ở đây slogan là đậm vị quê hương nha cả nhà. Hằng giới thiệu từng món coi. Cơm lam gà đồi. Tại sao lại gọi là gà đồi? Gà đồi là gà chạy bộ á, bị chạy trứng á. Wow. Món mà không thể nào thiếu. Rau luộc, kho quẹt, cá, kho tộ. Chị này nhỏ hơn chị này 1 tuổi nha.
chị này nè, nhỏ hơn chị này 1 tuổi. Chị này nhỏ hơn chị này 1 tuổi. Nhắc lại 3 lần cho mọi người nhớ. Để cho mọi người coi menu nha, đây menu nước nè. Mình thấy giá là khá ổn nha, với một khu du lịch vậy là mình thấy giá rất ok rồi. Mà nước chị thương uống thế sao? Tất nhiên là Play Channel có quảng cáo rồi, chị nói gì vậy? Nè, quảng cáo chiếc Samsung Galaxy S23 Ultra. Ê, màu tím xinh nha. Ê Nhi ơi, Samsung Galaxy S23 không gánh nổi nhan sắc này nha Nhi. Đúng không ạ, thằng em phát triển lắm. Và khi đi du lịch Đà Lạt thì bạn không thể nào thiếu được một chiếc điện thoại chụp hình thật là nét, thật là rõ, đầy đủ ánh sáng. Và chúng ta có những bức hình thật là đẹp ở Đà Lạt. Và tụi mình chọn Samsung Galaxy S23 Ultra màu tím nha mọi người. Mua đâu xem con F chứ còn ở đâu nữa. Ưu đãi hấp dẫn đúng không mấy bạn? Wow. Điện thoại này chụp góc rộng nha, chụp cận chân dung đều đẹp bá cháy cùng khác mấy bạn. Cái này á là anh Huy bắt buộc tụi mình phải mang theo nha mọi người. Lúc mà tụi mình nhắn anh Huy là nghỉ làm để đi Đà Lạt chơi thì anh Huy nói là ok, được đi Đà Lạt, nhưng tất cả các hình chụp check-in sống ảo là đều phải chụp bằng em Samsung Galaxy S23 Ultra này. Nhờ cái em camera Night Photography này thì mới lấy được trọn vẹn cái màu cam màu tóc của chị Thư đó chị Thư. Không có đơn giản đâu. Hôm qua chị bằng máy này xịn đúng không? Lát vô Fresh Garden chụp cho tím nha. Ok. Ok. Sẵn đây thì mình sẽ cho mọi người coi behind the scene một clip S Channel là đồ ăn đem ra thì tụi mình sẽ không được ăn liền đó, tụi mình sẽ ngồi như linh vậy nè. À, xong mấy anh camera sẽ quay trước. Đói không Linh? Nè mọi người coi nha, mình đang xài camera Samsung, mình zoom cận mặt Linh nha, thấy từng cái nếp nhăn của nó luôn nè. Xẻo quá Linh ơi. Thì mâm cơm gia đình, cơm lam gà đồi của Thanh Hằng nha mọi người. Đúng là gà rẻ bổ thiệt nha, cắt thịt luôn. Mình thấy cái gà này rất là thơm nha cả nhà ơi, để phần thịt gà trông rất ngon. I like to eat. Wow, check in tại Fresh Garden. Hôm nay cô Hai dẫn mấy bạn đi coi vườn bông. Cô Hai thích cái bông màu tím này lắm. Cô Hai thích cái bông màu đỏ kia nữa. Mấy đứa mới follow cô Hai để cô Hai dẫn mấy đứa đi tham quan Fresh Garden nha. Trước khi cô Hai đi, con tặng cô Hai chiếc Samsung Galaxy S23 Ultra con mua ở Cellphone. Trời ơi, cô Hai thích đồ Cellphone lắm. Chỗ đó bán tùm lum á, cái gì cũng thích hết trơn á. Mà cô Hai thích nhất cái điện thoại này màu tím giống cái bông. Cô Hai nói cô Hai nghe nè. Ở đây bự lắm, nhiều khi cô Hai đi cô Hai mỏi chân, nhưng mà cái cam này á zoom tới 100x lận. Cô Hai zoom vào vườn bông bên kia luôn, cô Hai chụp cô Hai khỏi đi đâu hết trơn á, được không? Trời ơi, cô Hai khỏe quá, cảm ơn con nha. Chụp cho cô Hai tấm hình với cái. Đây đây, để con chụp cho cô Hai tấm hình cho. Cô Hai cảm ơn con. Bạn ơi, bạn biết nói tiếng Việt không? No. Mình là nhiếp ảnh gia đường phố á, hôm nay mình được tặng con Samsung Galaxy S23 Ultra chụp hình đẹp lắm. Mình có thể chụp cho bạn một vài tấm hình được không? Yes. Ok. Cô Hai chụp giùm bạn nhiếp ảnh gia nãy nha. Rồi, con cười đi, cô Hai chụp góc này đẹp lắm. Đây nè, nhiếp ảnh gia chỉ cô Hai chụp vậy rồi, cảm ơn con nha. Đúng rồi, con đúng vậy đó, đúng rồi con ơi. Trời, cái con này nó chụp hay quá. 100m luôn nè. Trời ơi, con ơi. Cô Hai chụp con chưa? Cô thấy được cái miếng da đầu con không? Take picture, Rose. Wow, Rose. Rose, beautiful, bit pretty. Wow. Thank you. Mọi người ơi, chị Giang đang ở rất xa mình nha. Chị Việt Kiều. Wow, cái mặt của chị nhăn quá trời nhăn luôn mọi người ơi. Wow. Hello, và chúng ta đang có mặt tại buổi gala dinner của S Channel tại Đà Lạt. Rồi, thì tụi mình đang có mặt ở quán, cái quán có tên là Ngộ là Mọ Tề. Rồi, đồ ăn lên, yummy. Wow, New Jean tới Việt Nam. Wow, New Jean. Trời đất ơi. Oh my god. Phải là trời đất ơi. Trời đất ơi. Ăn chụp hình với New Jean nè, ăn chụp đi. Wow. Trò chơi mà. Trò chơi nào.
nha, có nhớ người yêu không em? Sau đây sẽ là 30 giây liên tục chị Giang ngồi ăn bắp. Bánh tiêu được ăn rồi. Chị em ở hành nó rớt hết đi cái bịch. Bánh tiêu ngon. Rồi chị ăn bắp đẹp quá. Trời sao quay mà chị thấy ghê vậy? Wow, so ghê. Chị ăn đi, em sẽ ở nhà. Ê, nhưng mà rẻ mà đúng không? Ừ, gần rồi, 200 mà. Last day. Ê, bánh nước làm gà lông nha mọi người. Khá là ngon nha. Mình để nó thấy là mình phần rất là đầy đặn nha. Bạn Nhi ăn gì? Giống vậy, thêm tủng mộn. Sao cái đồ tủng mộn mà, giống bị bệnh hả? Rồi, hello mấy bạn nha. Bây giờ tụi tôi sẽ đi lên cái đường tới cái quán này. Rồi, cái dốc này nó dốc kinh khủng luôn mọi người. Mình chưa bao giờ mình đi quán cà phê nào mà cái dốc nó dài mà nó cao như dốc này luôn. Thế đúng là bà khách chở bà hơi bà hàng chở tôi. Nhưng vì con nhóc này quá ghê nên tụi tôi quyết định chia đều cân nặng ra. Nên là tôi đổi vị trí lại tôi ngồi với bà Khánh nha nè. Vui không? Cái thi chạy xe sao? Ơi, tụi mình đang ở một cái địa điểm vô cùng thơ mộng luôn. Nghe đồn đây là set quay của 2 ngày 1 đêm một tập nào đó. Trời ơi đẹp lắm mọi người ơi. Mặc dù là đường ở trên đây là nó hơi ghê. Ở đây tụi tôi còn nhớ những cái hoạt động vui chơi giải trí bên cạnh cà phê nữa mọi người. Ví dụ như là vẽ trứng nè. Đem má ranh tôi vẽ đó. Bức tranh này ý nghĩa là gì vậy Hằng? Ranh tôi nói cho mình tôi muốn cái sự màu sắc mang cái sự ấm tích Đà Lạt. Ok rồi bạn Nhi thì đang đây hoàn thành đại tranh của bạn Canh Thi nè. Bạn Canh Thi tự hào vẽ tranh nhanh nhất. Nè, nhìn đây, đây là của những người họa sĩ, những người nghệ thuật, những người nghệ sĩ chân chính. Chỗ này làm cái này. Chỗ này là giống như là mấy đứa mà thi ra phòng thi trước á là kết quả này vậy mọi người. Ở đây là bức tranh mình đang vẽ nha mọi người. Mình đang vẽ một bức tranh hữu tình, hữu ái nha. Ủa anh này là anh Tiến Luật bấm chuông cho anh mà. Phải, chú bảy này chú tìm ở trong cái gia đình nè. Chú bảy có gì yêu. Rồi bây giờ chúng tôi đang có mặt tại trước khách sạn của Thanh Hằng Lê. Quảng cáo cho lần nữa là khách sạn Interstellar nha. Let's go, về Sài Gòn thôi. Rồi về tới Sài Gòn rồi nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nha. Hẹn các bạn khán giả ở những video lần sau nha. Nhớ về lên. Yeah.